Anh em ạ, thiết kế của Pokemon thường được dựa trên những sự vật, những sự kiện có thật, hoặc là từ các thần thoại của các nền văn hóa khác nhau. Với những Pokemon của thế hệ càng về sau sẽ càng mang nhiều tầng ý nghĩa hơn những Pokemon thế hệ trước. Chúng ta đã biết đến một số Pokemon được lấy ý tưởng dựa theo các thần thoại của Nhật Bản rồi, và tôi có nói rằng sẽ còn một phần nữa như thế. Nhưng đây vẫn chưa hẳn là cái phần đấy. Trong video này, chúng ta sẽ làm khác lên một chút, là tìm hiểu về những Pokemon huyền thoại, các linh vật của mỗi bản game, về khái niệm mà chúng đại diện cũng như ý tưởng nguồn gốc của chúng. Bắt đầu với Mewtwo. Khá là buồn và không công bằng cho Pokemon huyền thoại mạnh nhất thế hệ đầu tiên, bởi vì vào thế hệ này, thiết kế của Pokemon thực sự chưa đi xa đến thế và cũng chưa thực sự đào sâu vào cốt truyện của các nhân tố huyền thoại. Con Mewtwo nó đơn giản chỉ là một con mèo. Và nếu anh em hỏi tôi nó đại diện cho cái gì thì tôi sẽ nói là sức mạnh. Cái này không phải là chính thức hay là dựa trên một phân tích nào cả, chỉ là tôi cảm thấy nó phù hợp với con Mewtwo này thôi. Khác với Gen 1, những Pokemon của thế hệ sau thì bắt đầu rõ ràng hơn. Ở thế hệ thứ 2, chúng ta có Ho-Oh và Lugia, bộ đôi cầu vồng và bão tố. Chúng ta có thể thấy thiết kế của Ho-Oh hiển nhiên dựa trên Phượng Hoàng, chính xác hơn là Phượng Hoàng châu Á, với bộ lông cánh sặc sỡ, cặp mắt vàng rực ánh mặt trời và tỏa hào quang như cầu vồng, chứ không phải như con phượng bốc hỏa của châu Âu mà hồi sinh từ tro tàn đâu nhé. Tôi khá chắc là phim Mulan gần đây đã bị lẫn lộn giữa con này với con kia một cách khá là ngớ ngẩn. Cách mà người Nhật gọi tên Phượng Hoàng chính là Ho-Oh, được bê nguyên vào tên của loài Pokemon đầy uy nghiêm này. Song hành với Phụng thì phải có Long, và đó chính là cơn thịnh nộ của biển Lugia. Ngược lại với các quan niệm quen thuộc của phương Tây, rồng phương Đông thường là sinh vật dưới biển. Quen thuộc nhất với người Việt chúng ta thì rõ ràng đó chính là cha rồng Lạc Long Quân. Còn với thiết kế của Lugia thì đó chính là Ryujin trong thần đạo Nhật Bản. Chữ Hán của nó chính là Long Thần. Mặc dù thiết kế có thể khiến cho anh em hoài nghi vì hình dạng không liên quan lắm, vì nó giống như con chim hơn là một con rồng. Nhưng khi tìm hiểu lại thì chúng tôi khá chắc không có nguồn nào xác nhận nó là chim cả. Thêm vào đó, các chi tiết như là gai lưng, đuôi và có phần giống sừng ở trên hai mắt của nó có thể là đặc trưng của loài thần long. Tuy không quá rõ nét nhưng cũng có thể hiểu là vào thời đại này thiết kế vẫn còn chưa quá sâu xa. Các linh vật ở thế hệ thứ 3 là bộ ba thời tiết, với Groudon đại diện cho đất liền, Kyogre đại diện cho biển cả và Rayquaza đại diện cho bầu trời. Mặc dù rất muốn nói rằng Groudon và Kyogre lấy cảm hứng từ sơn tinh và thủy tinh trong văn hóa người Việt chúng ta, nhưng mà sự thật thì nó không đẹp như mơ. Ba sinh vật huyền thoại này được lấy cảm hứng từ bộ ba khổng lồ trong kinh thánh là Behemoth, Leviathan và Zeus. Đầu tiên hãy cùng nói đến con sinh vật trên cạn. Con bò khổng lồ mang tên Behemoth được nhắc đến từ câu thứ 15 đến câu thứ 24 trong chương 40 của sách Job. Behemoth là con sinh vật quyền lực đến mức chỉ có chúa mới có thể chế ngự được. Nó ăn cỏ như bò, nó có gân guốc đầy bụng và ẩn mình giữa sa mạc vô hình trong vườn địa đàng. Behemoth có sức mạnh chế ngự đất đai và các lục địa, chúa tể của vùng sa mạc nóng bỏng. Người ta nói rằng những cơn động đất là do chính Behemoth tạo ra. Đối nghịch và nổi tiếng hơn Behemoth là Leviathan, con quái vật biển khổng lồ được nhắc đến rất nhiều lần trong kinh thánh, nhưng để đánh cặp với Behemoth. Chúng ta có chương 41 của sách Job miêu tả nó là một con quái có bộ vảy kiên cường, bắp thịt rắn chắc và có tim cứng như đá. Không có gì có thể chế ngự được nó, và vì thế nó được ví như đế vương của biển cả. Behemoth và Leviathan có định mệnh phải giao tranh với nhau vào điểm tận cùng của thời gian, và lúc đó chúa sẽ tới triệt hạ cả hai con quái rồi lấy thịt của chúng chia cho những người chính trực. Một con quái thú trên cạn và một đế vương biển cả, định mệnh sẽ gặp nhau và chiến đấu long trời lở đất. Tạo hình của Groudon và Kyogre không thể nào hợp lý hơn. Dùng với quái thú biển và đất, Zeus cũng vô cùng khổng lồ với sải cánh che lấp được cả mặt trời. Dù chỉ được nhắc đến rất trong vánh trong thánh vị, Zeus vẫn luôn được biết đến là chúa tể của bầu trời, kẻ bảo vệ trái đất khỏi những cơn bão khổng lồ. Vì vậy cho nên Ability Airlock của Rayquaza và chức năng ngăn cản cuộc chiến giữa Kyogre và Groudon được ra đời. Thuật giả kim và tạo hóa là hai yếu tố trọng tâm của vùng đất Sinnoh. Hãy cùng bắt đầu từ vị thần tối thượng là Arceus đã nhé. Cái tên Arceus được tạo ra từ nhiều tên gọi khác nhau của đấng tạo hóa trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng những cái tên mình thực sự chú tâm nhất đến từ chữ Arch có nghĩa là tối thượng như là trong Archangel, và Deus có nghĩa là thần thánh. Ngoài ra chúng ta còn có cái tên là Arceus trong tiếng Hy Lạp là tầng sâu nhất trong thuật giả kim, nơi điều khiển sự sống và sự phát triển của mọi sinh vật sống.
không chỉ có cái tên đặc biệt, Orcius còn lấy tạo hình từ loài Okuchile, lạc đà không biếu đa màu trong thần thoại của người Inca, là vị thần theo dõi và bảo vệ mọi sinh vật. Yếu tố đa màu của Okuchile đã ảnh hưởng tới các tấm sức mạnh của Arceus với màu sắc tương ứng với các hệ trong thế giới của Pokemon. Thêm vào đó, chúng ta còn có Pokédex Entry nói về việc Arceus tạo ra vạn vật bằng ngàn tay. Đây là chi tiết lấy từ Phật giáo với hình tượng là Quan Thế Âm với 11 khuôn mặt và ngàn cánh tay để dẫn lối cho mọi sinh vật. Và cả nguồn gốc từ quả trứng của Arceus cũng lấy cảm hứng từ thuyết vũ trụ từ quả trứng của Andy Ware. Có thể nói, tạo hình của Arceus là vô cùng phức tạp và đa chiều, lấy cảm hứng từ nhiều tôn giáo, tín ngưỡng và nhiều nền văn hóa khác nhau để tạc nên. Nếu vì Arceus là chúa thì Giratina là giá trị ngược lại, vì vậy nó hay được coi là quỷ gia tăng trong vũ trụ của Pokemon. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều chi tiết thú vị khác trong ngoại hình và nguồn gốc của nó. Với 6 cánh, 6 chân và 6 gai vàng trên cổ, Giratina chứa đựng con số 666 của quỷ gia tăng. Ngoài ra thì việc nó bị chính Arceus tước đi sức mạnh và đầy xuống thế giới riêng cũng giống như chính quỷ gia tăng vậy. Thêm vào đó, tạo hình nguyên bản của nó cũng lấy cảm hứng từ thần thoại Nhật Bản là con Seta. Seta là một con rết khổng lồ ăn thịt rồng và cuốn 7 vòng quanh ngọn núi Mikami, rất có thể từ truyền thuyết này mà nó có mang hệ rồng. Còn Dialga và Palkia lần lượt tượng trưng cho thời gian và không gian. Thời gian là khái niệm cứng nhắc và không thể thay đổi, vì thế Dialga sẽ có hệ thép. Ngoài ra, Dao cũng có nghĩa là vòng quay thời gian, hoặc cũng có thể hiểu là Diamond, viên kim cương biểu tượng cho thế hệ thứ tư. Không gian là khái niệm uyển chuyển thay đổi liên tục, nên hệ nước là lựa chọn hoàn hảo dành cho Palkia. Tương tự, chữ Pal trong Palkia cũng là cách người Nhật đọc từ Pearl, có nghĩa là ngọc trai. Vùng đất Unova được dựa trên nước Mỹ, nhưng hai Pokemon huyền thoại chủ đề ở đây lại không thể Á Đông hơn. Con rồng đen mắt đỏ Zekrom và rồng trắng mắt xanh Reshiram, chúng được xác định rõ ràng trong Pokédex phiên bản Nhật là Pokemon Hắc Âm Long và Pokemon Bạch Dương Long. Âm và dương, đen và trắng, lý tưởng và hiện thực, chúng là những khía cạnh tồn tại song song, đối lập với nhau nhưng lại bổ trợ cho nhau, và một mặt không thể tồn tại nếu như thiếu mặt kia. Chúng tuy hai mà một, trong dương có âm và trong âm có dương. Cũng giống như cặp mắt của Zekrom mang màu đỏ giống như lửa của Reshiram, còn cặp mắt của Reshiram mang màu xanh giống như điện của Zekrom. Đó là về triết lý, còn về ngoại hình thì vẻ ngoài của hai Pokemon này có nét tương đồng với hai con rồng đối lập trong thuật giả kim, tượng trưng cho Lưu Huỳnh và Thủy Ngân, hai chất mà các nhà giả kim tin rằng đã hình thành nên cả thế giới. Cái đấy thì hơi sâu xa, nhưng nhìn qua chúng ta có thể thấy một con rồng bốn chân cứng cáp nam tính, còn con kia thì mềm mại nữ tính hơn với đôi cánh bằng lông vũ, hoàn toàn tương đồng với thiết kế của hai con rồng huyền thoại vùng Unova. Kalos lấy đặc điểm địa hình dựa trên nước Pháp, nhưng những Pokemon trang bìa XYZ lại được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu. Bộ ba XYZ hay bộ ba Aura này có tạo hình là một con hươu, một con chim khổng lồ và một con rắn. Xerneas đại diện cho bốn con hươu sống trên cành cây sự sống Yggdrasil có tên là Dain, Dvalin, Dunir và Durathrosh. Ivatar là con chim khổng lồ ở trên ngọn cây có tên là Vetfornish. Còn với Zygarde, chúng ta có một con rắn khổng lồ cắn vào rễ cây Yggdrasil đại diện cho mọi sự tàn ác trên thế giới này, và đó chính là Nidhogg. Bốn con hươu thần thoại trên được cho là sinh vật đại diện cho bốn mùa trong năm hoặc bốn chu kỳ mặt trăng, vì vậy chúng tồn tại để đảm bảo cho sự cân bằng của sự sống, khá giống với Xerneas. Vetfornish thì chỉ đậu trên đầu một con chim khác và quan sát thế giới. Điều thú vị trong thần thoại về hai con chim này đó là nó hay có một rap battle diss nhau với con rắn Nidhogg ở dưới rễ cây thông qua một con sóc có tên là Ratatosh chạy đi chạy lại trên cành cây. Nhìn vào Xerneas và Ivatar, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một lớp ý tưởng nữa, đó chính là thần hươu Cernunnos và thần chết Morrigan trong thần thoại Celtic. Đây là cặp thần được sử dụng làm ý tưởng trong rất nhiều game khác nữa. Còn với Zygarde, Nidhogg nằm ở dưới lòng đất nên nó có hệ đất. Solgaleo và Lunala là hai linh vật của Pokemon Sun và Pokemon Moon đại diện cho mặt trời và mặt trăng. Tuy nhiên, nếu như anh em vẫn đang thắc mắc là tại sao Solgaleo không mang hệ lửa mà lại là hệ thép, thì trong thuật giả kim thời xưa, mặt trời không được cấu tạo từ lửa mà nó là một khối vàng. Hơn nữa, Solgaleo cũng không hoàn toàn đại diện cho mặt trời, mà theo như thông tin Pokédex của nó còn được gọi là con quái thú nuốt mặt trời.
Cái hình ảnh con sư tử ăn mặt trời là một biểu tượng giả kim có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới và chắc chắn các anh em ngồi đây cũng đã nhìn thấy nó ở đâu đấy một lần rồi. Đặc tính Full Metal Body của Soka Leo lại càng khẳng định rõ hơn cái nguồn gốc này của nó. Có mặt trời thì phải có mặt trăng. Lunala là một con rơi hệ siêu linh và ma trong thế giới Pokemon, nhưng thiết kế của nó thì không chỉ đơn giản là như vậy. Đến từ vùng đất dựa trên Hawaii, Lunala lấy cảm hứng từ con rơi tám mắt Peapea Makawalu trong thần thoại về anh hùng Maui của Hawaii. Chúng ta có thể thấy cảm hứng này dựa trên con mắt thứ ba của Lunala. Ngoài ra, Lunala cũng lấy cảm hứng từ Kamazos, thần rơi của người Maya, thông qua câu chuyện về cặp anh hùng trong âm giới của Shibaoba. Kamazos là một con quái vật hình rơi đại diện cho cái chết. Chữ Kama có nghĩa là chết, còn Zos là con rơi. Từ thần thoại này, chúng ta có hệ ma dành cho Lunala. Chưa hết, trong thuật giả kim, mặt trời là giống đực, còn mặt trăng là giống cái. Vì vậy, Sogaleo còn được mô tả là tiến hóa của Cosmog đực, còn Lunala là tiến hóa của Cosmog cái. Thêm vào đó, thiết kế rất mềm mại và uyển chuyển của Lunala cũng tôn thêm tính cái của mặt trăng. Vâng, thưa các anh em, Sogaleo có thể cool ngầu, nhưng Lunala mới là con Pokemon có thiết kế vi diệu hơn, nhưng chưa vi diệu bằng hai Pokemon tiếp theo. Thế hệ thứ 8 của Pokemon Sword and Shield một lần nữa đưa chúng ta về với châu Âu, với bối cảnh là nước Anh. Truyền thuyết nổi tiếng nhất của nước Anh mà lại liên quan đến thanh kiếm thì chắc chắn phải là truyền thuyết về vua Arthur, cụ thể là truyền thuyết có liên quan đến thanh kiếm huyền thoại Excalibur. Bối cảnh của câu chuyện này là một khu rừng mù sương và thanh kiếm vốn thuộc về một nữ thần giữa hồ nước. Nữ thần cho vua Arthur mượn thanh Excalibur với điều kiện ngài sẽ phải trả lại nó trước khi qua đời. Bối cảnh ấy cũng chính là khu rừng ngủ quên của vùng Gala, và ở đây Jacian không phải là vua Arthur mà chính là vị nữ thần hồ đã cho chúng ta mượn thanh kiếm, mượn sức mạnh để bảo vệ vùng đất. Bởi vì Jacian là nữ mà, anh em không biết à? Vua Arthur còn có nhiều vũ khí khác, một trong số đó là cái tấm khiên mà tôi không biết phải đọc cái tên của nó như thế nào. Thực chất về tấm khiên này thì tôi cũng chỉ tìm thấy mỗi thông tin về nó là cái tên chứ không có giai thoại gì đặc sắc cả. Thay vào đấy, chúng ta hãy cùng nói về khía cạnh khác của Jacian và Zamazenta, đó là hình dạng của những con sói. Sói là một trong những biểu tượng quý tộc của châu Âu thời cổ, nhưng quan trọng hơn, nó một lần nữa lại liên kết với thần thoại Bắc Âu. Jacian và Zamazenta có thể dựa trên Geri và Freki, hai con chiến sói trung thành của cha chung Odin. Vì chúng sống cạnh các vị thần thánh nên có hệ tiên, và vì chúng chiến đấu với các vị thần nên có hệ giác đấu. Ngoài ra, chúng ta cũng có một cặp sói khác trong thần thoại Bắc Âu, đó chính là Skull và Hati, hai con sói đuổi theo mặt trời và mặt trăng. Thú vị thay, chúng ta có Pokemon Sword and Shield chạy ngay đằng sau Sun and Moon, đó là còn chưa kể đến hai tuyệt chiêu Behemoth Blade và Behemoth Bash của Jacian và Zamazenta. Khi sử dụng, kiếm và khiên của chúng sẽ phát sáng theo màu sắc của mặt trăng và mặt trời. Và đó cơ bản là những gì bọn tôi có thể giải thích về nguồn gốc của các Pokemon huyền thoại tượng trưng cho mỗi vùng đất, mỗi thế hệ của game Pokemon. Cũng vì giới hạn thời gian của video cũng như là thời gian nghiên cứu cho nên bọn tôi cũng chỉ nêu chúng ở mức độ khái quát. Nếu như anh em nào có hiểu biết sâu xa hơn, kỹ lưỡng hơn về những huyền thoại này hoặc là có những thông tin mà bọn tôi chưa tìm ra, có thể comment vào phía dưới để anh em cùng biết nhé. Đây là video trong mini series Thế giới Pokemon do tôi hợp tác cùng Samurai. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Rất mong sẽ còn được cùng anh em khám phá những điều mới lạ nữa trong các video sau này. Còn bây giờ thì peace.